Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mưa dông xuất hiện từ đêm qua và sáng nay tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã làm không khí bớt đi phần oi bức, trở nên dịu mát hơn với nền nhiệt duy trì ở mức 24-28 độ. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp mới có trục ở vào khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây trên cao, khối không khí biển lấn Tây kết hợp với hội tụ gió còn duy trì. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Với tình hình thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vào ngày mai, quý vị và các bạn đừng quên mang theo ô và áo mưa trước khi đi ra ngoài. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.